nhận phiếu thưởng, mấy em trò chơi nhận thắng thì mấy em đến nhận phần ăn chưa? Hôm nay chúng tôi kính mời quý vị quan khách, mấy huynh trưởng, mấy em đến nhận phần cơm hộp và đến ăn. Mấy em này là của bên quận 7 và quận 8 à. Rồi, thật lắm. Đại can mà mỏng quá nó không có dính. Đại can dày.